tôi là Vũ Hà Giang, 32 tuổi, hiện đang công tác tại Bộ Tham mưu Quân đoàn 4. Nhà của em hiện tại là ở Thái Bình. Thái Bình sao bạn nói tiếng Nam? Dạ, trước là cha mẹ chuyển vô trong này sống một thời gian thì mình ở trong này. Công việc của bạn là gì? Chủ yếu là sắp xếp các loại văn bản như là giấy tờ. Tham mưu á hả? Dạ vâng. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Cương, quê em ở Tiền Giang, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là dân nhà kế. Dân nhà kế là mình... Dạ, là kế toán ạ. Dân kế toán, dân nhà kế. Tôi tưởng thiết kế cái gì? Dân kế toán. Bởi vì em là dân nhà kế mà năm nay em 30 tuổi, mọi người cứ sợ là em ế. Nhưng mà em thì không phải là thế, bởi vì em đang chờ người tử tế để yêu. Được rồi, nếu vậy thì mình tiến tới luôn, mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình luôn em. Dạ, điểm mạnh của em á là nói nhiều, hoạt bát, vui vẻ. Còn nhược điểm của em đó cũng chính là nói nhiều, tại vì nói nhiều quá người ta nghe người ta cũng mệt. Chỉ có nói nhiều thôi. Dạ. Chứ ngoài ra không có khuyết điểm gì nữa hết. Khuyết điểm kia thì lâu lâu mới xuất hiện một lần. Kia là gì? Nhiều khi hơi thất thường tí xíu mà một năm xuất hiện chừng 1-2 lần. Ví dụ. Dạ, nhiều khi đang ngồi vui vẻ đó thì tự nhiên hơi buồn quá cái buồn. Năm 1-2 lần thôi ha. Dạ, năm 1-2 lần. Chứ hoài là phải đi á. Lúc mà em buồn em xả thì em làm gì để em xả em? Dạ, em hát lên. Rồi không thôi em hát lên. Thôi hát đi. Hát sao? Hát sao làm thử. Hát gì? Coi như bây giờ tới giờ tới. Rồi hát đi. Vậy em thì mọi người hay nói là em chỉ hát đúng mỗi tông là câu đầu tiên thôi, còn những câu sau là em rất toàn tập. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng và non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Ai nhận xét em đúng ghê luôn á. Dạ ai cũng nhận xét vậy á chị. Cái này đâu phải rớt tông đâu. Đâu có tông nào đâu rớt. Không sao cả. Nè coi bên đây hát nè thằng trai. Hát. Hát. Trời ơi trời ơi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gốc mây xếp hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng vàng tới, đợi chờ người. Em nói chung là bình thường thì cũng hay hát nhưng mà hát không được hay lắm. Tới lúc ông hát gung gung là em chịu rồi. Gung gung. Ông hát cái gì giống như đi ăn trộm vậy, thăm dò từng chữ có trúng. Hai người này là đôi song ca sống thần á. Hai người hợp về hát rồi đó. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em sao? Điểm mạnh của em á là sống thật thà là mà rất chan hòa với đồng chí đồng đội. Còn khuyết điểm của em thì trong giao tiếp thì em thường là hơi kém. Nhát đúng không? Nhát. Kiểu mình ít nói thì lúc mà giao tiếp với bạn gái nhiều khi câu chuyện cứ nói đi nói lại hoài thì bạn gái cũng chán. Chán mình thì tới giờ vẫn ế. Có bao nhiêu bạn gái rồi? Dạ. Nếu mà tính bạn gái thì chưa có, nhưng mà em cũng tán được cũng 3-4 cô rồi. Trời ơi, dữ bạn vậy. Bạn gái chưa có mà tán được 3-4 cô là sao? Là có nghĩa là mình lại đó mình tán người ta thôi, nhưng mà người ta chưa chịu đổ. Trời ơi. Được. Cũng có duyên không? Rồi, còn mà em gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình em? Dạ, em có một mối tình cách đây cũng 6 năm. Dạ, lúc đó là bạn đó theo đuổi em. Sau 2 năm quen thì bạn đó cũng về quê âm thầm cưới vợ luôn. Hay quá. Coi như âm thầm đến, âm thầm đi vậy. 6 năm nay là ở không quen ai hết. Dạ. Rồi em có đặt ra tiêu chuẩn người bạn trai của mình là như thế nào không? Thì bạn trai của em người miền Nam, tính tình hiền lành. Hình tượng quá là giống như kiểu anh Vũ Nguyên Trương Minh Cường hay là Quỳnh Đông cũng được. Không biết anh bên đó làm sao ạ? Bên này... cao sao hơn Quỳnh Đông. Cười dữ vậy? Tướng ngon hơn Quỳnh Đông, thiệt mà. Có cái điểm gì em không thích ở người đàn ông không? Keo kiệt, cọc tính. Nhưng mà phải người miền Nam mới được hả? Tại trong suy nghĩ của em á, người miền Bắc hay cọc tính lắm. Trời ơi, cái đó là em bị quơ đũa cả nắm rồi. Ở đâu cũng có người này người nọ chứ. Dạ. Em trai thì sao? Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Chung thủy, biết chăm lo gia đình. Em là người ít nói nên cũng thích bạn gái là người nói nhiều hơn. Về càm ràm mệt lắm rồi nha em. Anh ơi, em nói nhiều chứ em không càm ràm. Tính của em là ít khi thích tranh luận với người khác. Thường là mình cho họ cãi chán xong mình giải thích sao. Đơn giản. Kiên nhẫn quá ha. Kiên nhẫn.
Hồi nãy bạn trai nói là quê ở Thái Bình hả em? Dạ nhà em ở Thái Bình. Mà quê ở đâu, mình sinh ra ở đâu? Trước là em sinh ra ở trong Gạch Giá, Kiên Giang chị. À vậy hả, vậy là cũng miền Tây rồi. Dạ. Rồi mình ở đó được bao lâu? Dạ em ở đó được 18 năm chị ơi. Trời ơi, vậy là chắc mình cũng chất miền Tây rồi. Vậy là vô rồi em, có miền Tây nha. Dạ có được chữ Tây rồi. Có được chữ Tây rồi đó. Rồi, tôi qua coi coi. Sao đổ mồ hôi dữ vậy, phim trường ta mới lạnh mát lắm mà sao đổ mồ hôi dữ vậy? Em run quá chị. Run quá hả? Dạ. Chừng nào mình dự kiến đám cưới thì khi nào mình tiến hành được? Cả hai cũng lớn rồi đó. Dạ, em nghĩ tầm 6 tháng đến 1 năm. Có yêu cầu gì ở nhà gần nhà gái nữa không? Em chỉ có yêu cầu là chỗ bạn gái làm nó gần chỗ mình làm, nó có khi nó đi lại nó tiện. Em ở ngay chỗ nào? Dĩ An hả chị? Chị hỏi coi bên đây, ủa em ở đâu em? Dạ em làm ở bên Khánh Hội quận 4 rồi. Quận 4? Sát bên Dĩ An, quận 4 sát bên á. Sát đâu mà sát. Trời ơi, anh quân nhân của tôi chưa gì anh sợ đi xa rồi là sao? Đi xa mới có được vợ chứ. Bây giờ quan trọng là mình thôi, mình muốn người yêu mình ở gần mình hay như thế nào đó thì mình sẽ tính, mình xin công việc cho người yêu mình cũng được mà đúng không? Được không? Dạ được. Anh qua anh xem coi bên đàn gái thế nào nha. Dạ chào anh. Chào em gái. Dạ. Bây giờ thí dụ lấy nhau về ở Bình Dương được không? Lên Bình Dương hơi xa. Đâu có xa đâu. Giờ không có đâu xa, quan trọng là tình yêu đủ lớn thôi. Được. Em ở quận 4 là em đang ở với ai? Ở với bạn. Vậy đâu có nhà đó là phải nhà của em đâu, thì đi đâu cũng được, đi đâu có công việc tốt, sự nghiệp ổn định thì ở thôi. Sao? Dạ nhiều khi nhìn cái nhìn đầu tiên là em theo ảnh đi luôn rồi sao? Đúng hả? Rồi. Cũng có thể vậy. Câu này hay nè. Em không thích đàn ông ở điểm gì? Cọc tính. Cọc tính? Không có. Không có. Bộ đội thì không có rồi. Lăng nhăng nữa anh. Lăng nhăng? Có ai đâu mà lăng. 21 giờ là không được ra rồi, lăng nhăng với ai? Chỉ có lăng trên giường thôi chứ lăng nhăng với ai. Em thích đàn ông chia sẻ việc nhà. Chia sẻ việc nhà, bộ đội giỏi lắm em. Nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp giỏi lắm, đừng lo. Anh này bên tham mưu nữa, ảnh tới 4 năm sau gì đó. Để anh đếm thử coi sao, ảnh coi sao nha. 4 sao. Là gì, chức gì? Đại quý, chuẩn bị lên thiếu tá đó em. Giới thiệu sơ sơ đàn trai và ảnh rồi. Thôi bây giờ mình để cho người thân có ý kiến đi, để mình tham khảo ý kiến người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp, bạn với là bạn. Rồi. Dạ xin chào cả nhà, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì thứ nhất á, Kim Cương, là anh này là anh ít nói, em nói nhiều, hai đứa về mà ở nhà thì khỏi cần mua tivi với cassette. Vậy là ok rồi, anh này lúc nào anh cũng cho em phát biểu hết. Đó, cái thứ hai nữa là anh nhìn thấy là bạn này rất là chín chắn, thành ra là bên đàn gái là hoàn toàn ủng hộ. Đó. Anh chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Rồi, bên đồng chí Giang là sẽ mời ai đại diện đâu? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, dạ, chào quý anh. Vị và các bạn. Tôi là Phan Thanh Huyền, cùng công tác với đồng chí Giang ở Bộ Tham mưu Quân đoàn 4. Về bản chất con người, đồng chí Giang thì ít nói, nhưng mà việc gì cũng làm được. Trong cuộc sống thì vợ gầy, chồng béo, rồi vợ nói nhiều, chồng ít nói, đó là bù trừ cho nhau. Bù trừ cho nhau. Bạn cứ yên tâm là đồng chí Giang là rất tuyệt vời. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn. Chào em. Anh chào. Anh nhìn thấy em thì rất là xinh xắn, mà bảo là nói nhiều thì anh cũng không tin lắm. Dạ, hiện tại đây là em đã giảm rồi đó anh. Dạ. Chứ bình thường em nói rất là nhiều mà. Bình thường thì anh cũng ít nói, nhưng mà có người gửi cho anh. Bây giờ nếu hai người đồng ý quen nhau, hẹn hò nhau, chúng ta hẹn như thế nào với con đường từ quận 4 đến Bình Dương đó? Ai sẽ tới ai? Hẹn vào lúc nào đâu? Thử mình đặt ra vấn đề thử xem. Dạ, anh làm bên tham mưu, anh tham mưu giùm em. À đúng rồi đó. Chắc là anh tới chỗ em nó tiện hơn, nhưng mà bao lâu tới một lần, tới được lúc nào? Dạ, thì theo cái công việc của em thì một tuần trực, thằng tuần nghỉ. Thì tháng chắc gặp nhau nhiều lắm thì chắc cũng được 4-5 lần gì đó. Ngày thứ bảy, chủ nhật. Thứ bảy, chủ nhật là mình gặp buổi sáng hay là buổi chiều, tối anh? Sáng, chiều, tối gặp được hết. Nửa đêm cũng được. Ồ, nên chứ không phải 9 giờ là phải trở về cơ quan à? Ừ, 9 giờ thì... Nhưng mà không sao. Tiếp, sao nữa? Khi nào có thể kết hôn được? 6 tháng cũng nhanh, cũng được. 6 tháng hơi nhanh á. Vậy thì để thêm 1-2 tháng nữa.
Thôi làm tròn một năm nha. Năm cũng được, cũng được. Không hiền quá, cái gì cũng được hết trơn. Anh nấu ăn giỏi không anh? Anh nấu được. Không, em cũng nấu được, nhưng mà em nấu ăn không có ngon. Anh nấu ăn ngon không? Nhiều người cũng khen hết. Người thân hay là người ngoài anh? Chứ nhiều khi người thân ủng hộ tinh thần. Người thân cũng có mà người ngoài cũng có. Vậy là ngon rồi đó em. Sao ngồi ẻo qua ẻo lại hoài vậy? Rung quá mà. Chào chị. Quan điểm về con cái thế nào, trai gái thế nào đó? Em thích đẻ con trai hay con gái? Con nào cũng được đó. Anh thích một trai một gái hết. Không được như vậy rồi sao anh? Được như vậy thì cũng phải vui vẻ thôi chứ sao vậy? Vậy anh thích con giống ba hay giống mẹ? Anh thích con gái thì cao giống anh mà đẹp giống em. Còn con trai thì có thể khỏe như anh mà nói nhiều được như em là tốt. Đâu anh đứng lên cho cổ đi coi vòng coi. Ủa đội thì chuẩn rồi. Không có lo về sức khỏe và chiều cao, chuẩn hết. Bây giờ hai người hát với nhau một bài song ca cho vui đi. Em có cái được cái giống anh là hát cũng không được hay lắm. Không thì cái đó em thấy em giống thiệt. Hát được bài gì em? Bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây đi anh. Được, bài đó anh cũng ca hoài ha. Rồi, bài đó được rồi đó, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bên lặng gió bên ngựa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xưa tan ngay, mà chẳng thế nào mà sẽ ăn được. Bè được cũng vô đúng không cả nhà? Cô này bè cao, anh này bè thấp, rồi lon qua lon lại cũng dễ dàng lắm. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng xem trong tim mình hiện nay như thế nào, và mình phải nói với người đối diện như thế nào. Em có đồng ý hẹn hò với anh không? Anh thấy em là hoàn toàn hợp với tính cách của anh, nhưng mẫu người của anh nghĩ. Dạ, bí mật tí nữa biết được không anh? Vậy được rồi, anh về. Nhưng mà em cho một vài nhận xét, em cảm nhận người bạn trai này là người như thế nào? Thấy anh cũng thật thà, dễ thương. Thấy ảnh có vẻ hơi căng thẳng. Anh căng, anh toát một hồi hộp luôn, em thấy không? Những người như thế mới là thật đó em. Hình như là chưa bao giờ đứng đối diện với người con gái nên cũng rất là rung bỡ ngỡ. Nãy giờ anh đổ mồ hôi nhiều lắm. Rồi suy nghĩ cho kỹ nha các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh nhẹn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai. Mình hỏi bạn trai cảm thấy như thế nào, đỡ rung chưa? Dạ giờ cũng đỡ đỡ rồi chị. Tay của như thế nào? Ấm lắm. Ấm lắm hả? Bây giờ chúng ta sẽ hôn nụ hôn đầu tiên để nhớ về nhau. Nào, mời hai bạn hôn đi. Dạ. Dễ thương quá. Nắm chặt ra đưa lên coi mọi người thấy coi. Đẹp quá ha.